Chúng ta có đủ duyên lành để được gặp gỡ nhau tại đạo tràng chùa Long Hương để chúng ta chia sẻ giáo pháp của Phật Đà. Thì như thường lệ là trong buổi sáng này chúng ta sẽ chia sẻ kinh Pháp Cú, và buổi chiều hôm nay thì chúng ta bắt đầu được khai bản kinh Lăng Nghiêm. Thì trong mấy kỳ trước chúng ta đã học được đến bài số 39. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 40 trong cái phẩm Tâm. Thì chúng tôi xin đọc chánh văn trước, thì chúng tôi sẽ giảng giải sau. Hãy biết thân này mong manh như đồ gốm, giam giữ tâm ngươi như thành quách. Ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh nhuệ kiếm và giữ phần thắng lợi, chớ sanh tâm đắm trước. Thân này thật không bao lâu sẽ ngủ một giấc dài giữa ba tấc đất, vô ý thức bị vứt bỏ như khúc cây vô dụng. Cái hại của kẻ thù gây ra, kẻ thù hay oan gia đối với oan gia, không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hạnh tà ác gây ra cho mình. Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào hết, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi thánh thiện làm cho mình được cao thượng. Ở cái bài thứ 40 này, Đức Phật dạy là chúng ta phải biết cái thân này mong manh giống như đồ gốm. Cái đồ gốm chúng ta thấy là nó hết sức là dễ vỡ, phải không? Nó lật ngang nó cũng vỡ, ai đụng mạnh tới nó cũng vỡ. Nhưng mà chúng ta sống mấy chục năm chúng ta thấy còn nguyên đây chứ đâu sao mong manh. Thế mà Đức Phật lại nói chúng ta điều này. Tất cả chúng ta có mặt trong đời này á, thì chúng ta luôn nghĩ là mình sẽ được sống thọ. Thậm chí chúng ta còn nghĩ ngợi là chúng ta sẽ sống trường thọ, sống lâu dài. Cho nên là chúng ta sẽ tính toán những cái chuyện là không phải một năm, mà cái chuyện là trăm năm, chuyện trăm năm, chuyện rất là lâu dài. Chứ chưa bao giờ trong đây ai thấy rằng cái thân mình nó mong manh giống như đồ gốm, nó dễ vỡ, nó dễ mất, nó dễ hư hoại. Trong đây có ai ý thức được điều đó chưa? Nếu mà ai ý thức được cái thân chúng ta dễ vỡ, dễ hư hoại á, mau tàn rụi á, thì chúng ta sẽ không còn đắm nhiễm trong cuộc đời này. Ví dụ như bây giờ có một người đang chìm ở dưới sông á, đang chìm giữa cái biển khơi như vậy, thì lúc đó người ta chỉ còn một cái tâm niệm gì? Làm sao được thoát khỏi biển thôi, phải không? Chứ lúc đó mà lỡ như người ta đem lại cho mình trăm lượng vàng, nó thôi chị cầm trăm lượng vàng chị chìm xuống biển, mình chịu không? Không chịu. Lúc đó thôi bây giờ chìm xuống biển để nhận mấy cái tòa lâu đài gì đó, mình chịu không? Không còn, phải không? Chúng ta hoàn toàn không còn cái ý niệm nào ham thích cái ngũ dục trong trần gian này nữa. Nếu chúng ta thấy rằng cái thân chúng ta nó mong manh, nó dễ vỡ, nó dễ hư hoại và không biết nó chết bất kỳ giờ phút nào. Vì sự thật như vậy chúng ta thấy là cái thân chúng ta thấy sân sẵn như vậy, phải không? Thấy ngon lành như thế, hết sức là đẹp đẽ, hết sức là quý trọng. Nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng nếu có một cái luồng gió độc thổi qua là chúng ta đã tự hoại rồi, không còn tồn tại. Hoặc là một viên đạn lạc, hoặc là
nhà cháy hoặc là nước ngập vân vân, tất cả những cái hiện tượng mà tai nạn xảy ra trong đời này á, nó luôn luôn trời trực chúng ta. Đi trên chiếc xe chứ không biết là mình về được tới nhà hay không nữa, không biết nửa đường gặp chuyện gì, đúng không? Đi qua chiếc đò không biết chiếc đò này nó có chạy qua tới bến hay không, hay là nó chìm nửa đường vân vân. Tất cả chúng ta đều có một cái sự lo ngại về thân xác của mình không được bền lâu. Vì mình nghĩ nó bền lâu cho nên mình tìm đủ mọi cách để trang điểm, để rồi cho thân chúng ta nó quan trọng ra, cho thân chúng ta nó phải ngon lành hơn người khác, không? Nó quý chuộng hơn người khác. Mình luôn thấy mình là quý, là ngon, là tốt. Cho nên rồi nếu ai mà xem thường cái thân này á thì mình không chịu. Mình là một nhân vật hết sức là quan trọng. Cái thân mấy chục kg này đã dành dụm, đã lo lắng, đã ấp ủ mấy chục năm rồi, bây giờ người ta coi thường là không được. Ai ai cũng thấy cái thân mình nó là một cái gì hết sức là quan trọng. Nhưng mà với Đức Phật nhìn thì thân này không phải nó dễ vỡ như đồ gốm đâu. Nhưng mà có một cái chuyện, một chuyện trong cái thời Đức Phật còn sống đó. Lúc Đức Phật thuyết pháp cho các vị tỳ kheo nghe thì có lần Đức Phật hỏi là: này các tỳ kheo, cái thân này, cái mạng sống này sống được bao lâu? Thì có những vị tỳ kheo trả lời với Đức Phật là: mạng sống, thưa Đức Thế Tôn, mạng sống là rất là mong manh, nó là vô thường, nó có thể hư hoại bất kỳ giờ phút nào. Đức Phật nói là: ngươi chưa hiểu đạo. Có một vị tỳ kheo khác nói: thưa Đức Thế Tôn, theo con thấy thì thân này chỉ cần sống chừng có một ngày một đêm. Thì Đức Phật cũng nói là: ngươi cũng chưa hiểu đạo lý. Có một vị đứng ra bạch Đức Thế Tôn: con thấy cái thân này nó dễ hư hoại và tuổi thọ nó mong manh giống như một bữa ăn. Đức Phật cũng lắc đầu nói là: ngươi chưa hiểu đạo. Có một vị tỳ kheo đứng ra: thưa Thế Tôn, con thấy cái thân này nó, cái mạng sống này nó mong manh như một hơi thở. Đức Phật chấp nhận, nó không thể lâu bền được. Giờ đây nếu tất cả chúng ta đều ý thức được cái thân này nó thực sự là mong manh, chỉ cần chúng ta thở ra không, hít vào, coi như là xong một đời của mình. Thì vậy là luôn luôn cái chết với chúng ta trong đường tơ kẻ tóc, chứ không có lâu bền được. Chúng ta phải thấy rõ ràng điều này. Nhưng mà trong chúng ta đây có ai thấy được điều đó một cách rõ ràng hay không? Nếu như tất cả chúng ta thấy rõ ràng thân này mong manh như sợi chỉ mành, thì chúng ta còn chuyện gì để làm nữa trong đời này? Không còn chuyện gì để làm hết, phải không? Nếu mà lúc nào chúng ta thấy ngày mai này mình còn phải là ông này bà nọ, không? Ngày mốt kia mình sẽ xây dựng một cái căn nhà lầu, hôm nào đó chúng ta sẽ mua một chiếc xe hơi thiệt đẹp để rồi chúng ta được đi dạo chỗ này, đi ngắm cảnh chỗ kia vân vân, thì lúc đó chúng ta mới còn có một chút hy vọng trong cuộc đời này. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng cái thân này không biết nó chết lúc nào thì những cái chuyện hy vọng nó gần như nó tắt mất. Chúng ta chưa bao giờ ý thức được điều này khiến cho trong lòng chúng ta đầy ắp những cái toan tính cho tương lai của chính mình. Và nói đây không phải là chúng ta bi quan để chúng ta buông xuôi cuộc đời mình, phải không? Nhưng mà dù là chúng ta đang làm việc gì thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải ý thức thấy rõ ràng cái thân chúng ta hết sức là mong manh, nó dễ vỡ như đồ gốm. Dựng cái bình bông vậy cho nó lật ngang lúc nào không biết, thân chúng ta ngã quỵ lúc nào chúng ta không biết. Chúng ta chưa, trong đây có ai biết trước rằng mình sẽ chết lúc nào? Có nhiều người chống tử vi mình chết 120 tuổi rồi không? Chúng ta luôn luôn mong mỏi điều đó, mà cho tới cái phút mà lấy hơi lên rồi đó, à, cho tới phút cuối cuộc đời chúng ta nằm thở lấy hơi lên không, nhưng mình vẫn còn hy vọng là mình còn sẽ sống được nữa. Chứ lúc đó mình chưa chịu buông ra. Đây là những cái rất khó phá vỡ trong tâm thức con người ta, khiến cho cái cuộc sanh tử tiếp nối vẫn còn tiếp nối hoài, không có dừng lại được. Vì cái ý niệm chấp thân của chúng ta nó rất là sâu nặng. Mà đây là một cái sự thật, tất cả chúng ta mặc dù có nghe nói như thế này, nghe nói thế kia, nhưng mà chúng ta không phá vỡ được tới cái ý niệm tận cùng chấp thân của mình đâu. À, cái điều này hình như là hôm trước chúng ta đã nói một lần rồi đó. Tức là kể từ cái lúc mà cái thần thức nó dự vào trong bào thai rồi, thì lúc đó chúng ta chỉ là một cái tế bào hết sức nhỏ nhiệm thôi. Chúng ta đã chấp tế bào đó là mình rồi. À, như vậy tế bào bắt đầu tiếp tục sinh sôi nảy nở để hình thành một cái thai nhi khoảng mấy kilo. Vậy là có mấy tỷ tế bào. Thì mỗi một tế bào nó có một cái sự chấp trước riêng mình của nó.
Như vậy là cái thân ta nó gom lại mấy tỷ tế bào, thì mấy tỷ cái chấp trước mình không giống người khác. Mình thấy mình là một cái gì nó không giống người khác. Như vậy là trong lúc chúng ta chấp thân, không phải là một ý niệm chúng ta chấp một thân xác này, mà tổng thể tất cả những cái tế bào được gom chứa lại thành một cái chấp trước rất là khó phá vỡ. Do vậy mà bắt đầu lớn lên thì những cái chấp nhỏ nhiệm của từng tế bào đó, những cái chấp ta riêng tư của từng tế bào đó, nó lại thành một cái hình, hình người. Cái hình người đó mà bây giờ khoa học á, mỗi một cái tế bào á, nó có một cái năng lực sống, năng lực chấp trước riêng. Do đó nó phát ra một cái hào quang nhỏ nhiệm để bao bọc cái tế bào đó. Và do vậy mà hàng tỷ tế bào nó hình thành một cái thân, thì sẽ có một cái luồng hào quang bao bọc cơ thể chúng ta. Thì cái đó bên cái trường sinh học họ gọi là cái phách của chúng ta. Phách đó nó mới chính là cái linh hồn sống thực của cái thân này. Thì vậy là bao nhiêu cái phách nó được gom chứa bởi bao nhiêu cái hào quang của tất cả những tế bào gom lại chấp trước như thế. Cho nên chúng ta rất là khó phá vỡ. Tu như thế nào đó để mình phá được cái chấp thân á, là một điều hết sức là khó khăn. Còn nếu như chúng ta không phá vỡ được cái chấp thân này, thì khi chúng ta mất đi thì lẹ lẹ để kiếm thân khác. Đó là ý niệm đầu tiên. Chúng ta rất là sợ hãi khi chúng ta mất cái thân này. Chúng ta không bao giờ chấp nhận rằng mình bị mất thân. Đến giờ phút cuối chúng ta không bao giờ chấp nhận điều đó. Và rồi tới khi chúng ta chết á, thì ý niệm chấp thân vẫn còn tồn tại mãi nơi tâm thức, chúng ta không bao giờ phá vỡ được. Một là chúng ta sẽ tìm thân khác, hai là chúng ta chấp cái thay ma đó là thân của mình, là nhà cửa của mình. Đây là điều khó phá. Dù ở 1 triệu năm dưới mồ, chúng ta vẫn thấy đó là nhà cửa của mình. Chúng ta không có chịu buông ra đâu. Chưa có ai có cái công phu để có thể phá vỡ được điều này. Trừ trường hợp những người đã có tu tập chứng quả thì mới phá vỡ được cái chấp thân này. Còn tất cả những người phàm phu bình thường đều phải chấp thân như thế cả. Thì có những người do cái nghiệp duyên mà họ có thể tái sanh đời khác thì họ tái sanh thôi, còn lại là họ vẫn chấp cái mồ là nhà. Và cho tới những người đã được thiêu đưa vô hũ cốt thì hũ cốt đó là nhà ở ông chùa, chưa có phá vỡ, không thoát được. Họ chưa có một cái công phu tu tập để thoát ra được. Thì tất cả những cái gì mà thuộc về thân thì họ luôn giữ hoài. Và trừ trường hợp họ có một cái gì khác hơn cái thân này thì họ mới thoát ra. Ví dụ như do cái nghiệp buộc họ phải nghiệp thiện quá, buộc được sanh về cõi lành thì họ mới buông cái thân này ra. Hoặc nghiệp ác bị đọa địa ngục A Tỳ thì mới buông cái thân này ra. Còn không là họ vẫn chấp. Hoặc là họ được đào thai, tức là họ được sanh vào một cõi nào đó, thì họ mới buông thân này ra để họ chấp cái cõi đó là họ nữa, và tiếp tục cứ chấp cái mới hoài. Chứ bây giờ ví dụ như lỡ đọa vào loài súc sanh thì con heo đó là thân của mình. Heo đó là thân của mình, tiếp tục chấp cái thân heo. Và khi cái thân heo chết rồi á, thành cái thân con khác, thì chúng ta lại chấp cái thân con khác. Tức là chúng ta luôn luôn chấp thân như thế. Cái tâm thức này không phá vỡ được, không phá vỡ được. Trong dòng sanh tử luân hồi này, cái chấp thân là một cái gì khủng khiếp nhất. Do vậy mà một người tu tập mà không phá vỡ được cái thân sắc uẩn này thì không thể tiến đạo được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải, cái người tu tập phải thấy cái thân này nó mong manh, để chúng ta tự phá trong đầu mình cho nó nhẹ nhẹ cái chấp thân này cái đã. Ít ra một người tu tập theo đạo Phật phải thấy cái thân mình là một cái gì nó nhẹ nhàng hơn một người bình thường một chút á, thì coi như chúng ta hiểu đạo lý kha khá. Có nghĩa là người nào càng xem nhẹ thân, càng ít chấp trước nơi thân nhiều, thì người đó có cái mức độ hiểu đạo lý nhiều một chút. Còn người nào mà chấp chặt cái thân này nhiều chừng nào thì người đó chưa hiểu đạo lý. Nhưng điều này dễ cân đo lắm. Không khó. Do vậy mà ngày nào chúng ta vẫn cần thấy cái thân mình là quan trọng, là quý chuộng, là lâu bền, để chúng ta tìm cái cách này cách nọ mà gìn giữ cho thân chúng ta được tốt đẹp, được quý trọng hơn người khác, được cao sang hơn người khác, được thế này thế nọ, ngon hơn người khác, thì ngày đó là biết rằng chúng ta còn đang đi sâu trong con đường sanh tử, chứ không phải chúng ta tìm đường thoát ra. Do vậy mà mọi người học Phật muốn thoát ra được cái dòng lẩn quẩn sanh tử luân hồi này, đầu tiên chúng ta phải phá vỡ cái chấp thân của chính mình.
Ở đây chúng ta nói là phá cái chấp thân thôi, chứ không phải là chúng ta nói là phá cái thân này nha. Chúng ta phải hiểu rõ hiểu rõ hai điều là chúng ta phá vỡ cái chấp thân này, chứ không phải là chúng ta phá bỏ cái thân này. Nên hiểu như vậy dùm. Bởi vì khi một người mà họ không chấp thân á, thì họ có sống như thế nào đó, họ không bao giờ bị khổ vì thân. Như một con người có chấp thân đi nữa, họ dù có sống trong cái hoàn cảnh giàu có, họ vẫn bị khổ ở nơi thân xác của họ. Hai cái này nó khác nhau. Dù là họ sống trong hoàn cảnh hết sức là cực nhọc, khốn đốn, khó khăn về mặt kinh tế, đời sống về vật chất họ không đủ, nhưng mà họ vẫn sống an nhàn được. Lý do là họ không có chấp cái thân này. Thân này nó có cực, có sướng, có khổ, có vui với họ không còn là vấn đề. Tức là khi đó người đó phá được cái chấp thân. Còn một người mà còn chấp trước về thân xác mình á, chỉ cần mất ngủ một tiếng đồng hồ đã thấy khổ sở rồi. Tới bữa ăn mà chậm chậm chừng 15 phút là đã nghe khó chịu rồi. Đó là cái dạng chúng ta đã quá chấp chặt về cái thân xác này. Hoặc là chỉ cần một cơn nhức đầu, một cơn đau bụng hay cái việc gì xảy ra với mình là mình quá khổ sở với nó rồi. Thì như vậy là chúng ta còn chấp nặng nơi thân. Còn một người mà nhẹ chấp ở nơi thân á, thì cái hoàn cảnh nóng lạnh với họ, cái việc mà xảy ra bức bách với thân xác, họ không bao giờ rên la đau khổ, nhăn mặt nhíu mày như mình. Thì người đó là người nhẹ chấp thân. Nhẹ chấp thân thôi. Chứ chúng ta không phải là chúng ta có ý niệm để phá vỡ cái thân này. Tại vì trong kinh Đức Phật cũng dạy cái thân này nó giống như cái thuyền bè để đưa chúng ta qua sông. Mà khi chúng ta chưa qua bến bờ giác ngộ, chúng ta vội phá thân này là một cái thấy sai lầm. Cho nên ở đây chúng ta không chủ trương là phải ép xác, phải không? Cũng như chúng ta không chủ trương là phải sống xa qua. Nhưng mà cái việc chúng ta phải thấy là chúng ta phải thấy cho nhẹ cái thân này ra dùng. Chỉ vậy thôi. Tức là sử dụng cái trí tuệ của mình để rồi cái thân này nó rớt vào bất kỳ một cái tình huống nào chúng ta không bị đau khổ. Đó là cái chuyện của chúng ta phải làm trong cái việc tu tập. Chứ không phải là chúng ta phải giờ cái thân này nó làm mình phải bị đau khổ trong sinh tử luân hồi hoài. Bây giờ mình phải làm sao cho nó hoại đi cho rồi để mình được giải thoát. Thì không phải như vậy. Chúng ta không bao giờ có kiến giải đó, là không chấp nhận một người có một kiến giải hủy hoại thân xác này. Chúng ta vẫn phải chăm lo nó đúng với vị trí của nó, mà chúng ta không bị chấp chặt trong đó. Đó là trí tuệ. Cái người tu Phật như vậy, nó không có rớt vào bên đây, không rớt vào bên kia. Chúng ta không rớt vào cái chiều cực đoan để phá hủy thân xác này. Chúng ta cũng không rớt vào cái cực đoan để làm cho thân này ăn sung mặc sướng hơn người khác. Hoàn toàn không có gì đó. Chúng ta phải thấy được cái phước báo của mình. Trong lúc này chúng ta đang sống như thế này thì cái sở hữu cái kinh tế vật chất chúng ta chừng nào để chúng ta chăm lo cái sức khỏe, cái thân xác chúng ta chừng đó. Với cái tuổi này là sức khỏe phải như thế nào, chúng ta phải chăm lo đúng mực chừng đó, vậy là đủ. Còn đến một ngày nào đó nó hư hoại thì phải để cho nó hư hoại mà không đau khổ vì cái chuyện hư hoại của thân. Thì đó là người không chấp chặt. Chứ không phải bây giờ là mình thấy rằng cái thân này nó là cái gì đó, nó khó khăn, nó gây trở ngại trong việc công phu tu hành chúng ta, rồi chúng ta phải ép cho nó phải khổ sở để nó bớt đi dục vọng, để cho nó bớt đi cái ham muốn này nọ nọ kia, để rồi mình tiến tu đạo nghiệp của mình. Đó là một chuyện sai lầm. Thậm chí có những người tu hiểu đạo lý không biết tới đâu rồi, nhưng mà thấy cái thân này tứ đại giai không à, đúng không? Cho nên ăn cũng không có cần thiết ăn, uống cần thiết uống, ngủ cũng không cần thiết để ngủ. Vì mình tu giải thoát mà, nếu mà còn ăn, còn uống, còn ngủ là còn chấp thân. Để cho mình mau hoại đi, được giải thoát sớm. Thì đó là một cái kiến giải cực đoan. Ai mà bệnh không uống thuốc, bệnh không lo trị, thì điều này Đức Phật đã quở từ xưa ở trong kinh. Đức Phật nói là nếu thực sự là một người có trí tuệ giác ngộ thì phải giữ thân này cho tới khi đến bờ bên kia, không? Phải sống cho hết tuổi thọ của thân xác này. Người nào có một ý hủy hoại thân xác thì người đó đã phạm giới. Phạm giới ở trong đạo Phật coi như là phạm giới. Ví dụ những người tự giận là coi như phạm giới sát, tự mình nó phạm giới sát. Mình giết mình cũng đã tự phạm giới sát nữa. Mình hủy hoại thân này coi như mình cũng đã phạm giới. Tức là mình sống không đúng với thiên nhiên tự nhiên của nó. Cho nên một người có trí tuệ Phật đạo là phải sống cho hết tuổi thọ của thân này. Nhưng mà chúng ta không chấp. Đó là cái chuyện quan trọng của một người tu. Trí tuệ này là cần phải có công phu mới thấy ra. Chứ nếu không chúng ta hay rớt vào cực đoan. Bây giờ người tu mà nếu mà quan trọng thân quá là không phải. Thành ra có những cách gì để giữ cho cái thân chúng ta ít bệnh tật á, thì người khác cho rằng mình đã bị chấp thân rồi. Có rất nhiều người tu có kiến giải đó.
thì nó sống như thế nào thì cứ kệ nó, nay nó bệnh thì để cho nó bệnh, mai nó đau thì để cho nó đau, chứ có cách nào để cho mình đừng bệnh đừng đau thì người ta không chịu, không chịu thì như vậy không được. Với người có trí tuệ, cái thân phải giữ cho lành mạnh, không bệnh tật, mà không chấp chặt trong đó. Ví dụ như bây giờ cái thân chúng ta đang mạnh khỏe như thế này, nhưng mà nếu một phút sau nó chết, hết tuổi thọ nó phải chết, là chúng ta không bao giờ băn khoăn gì cái chuyện chết một chút nữa của nó. Thì đó là người khéo sống. Chúng ta đang sống mạnh như thế này, nhưng mà biết một tiếng đồng hồ sau nữa mình chết, mình vẫn vững vàng giữ cho nó khỏe đúng một tiếng đồng hồ nữa rồi nó mới được ngã ra chết. Đúng ngày giờ đó nó chết là chúng ta phải vững dưng để cho nó chết đúng ngày giờ đó, chứ chúng ta không có cái chuyện mà phải đau khổ, phải lo ngại, phải sợ hãi. Thì đó là người không chấp thân. Còn bây giờ là bình thường thì mình không có cần quan tâm tới cái chuyện ăn ở của nó để cho nó bệnh tật lê lết, rồi cuối cùng mình công phu cũng không được gì hết. Mọi người bệnh thì không thể công phu được tốt rồi. Và rồi tới giờ phút cuối chết rồi nó khoan hả, tôi cũng còn cái tâm nguyện này chưa hoàn thành, phải không? Còn tâm nguyện chưa hoàn thành có nghĩa là mình chưa muốn buông thân mình ra. Thì vậy chứng tỏ rằng bên ngoài thì mình thấy như mình xả bỏ thân, nhưng mà thực sự bên trong chúng ta chưa phá vỡ được. Thì đó là điều nguy hiểm, mà thực sự đó là bề trái của tất cả những người tu. Chúng ta phải thấy ra điều này, phải coi lại thực sự là mình phá vỡ cái chấp trước nơi thân xác này hay chưa. Nếu chúng ta đã không vướng rồi thì chúng ta làm gì chúng ta cũng không vướng. Còn nếu chúng ta đã chấp mắc nơi đó rồi thì phải tìm cách tháo gỡ để cho mình thoát ra trước đó đi. Dù chúng ta mạnh khỏe chúng ta cũng không khổ, mà chúng ta bệnh đau chúng ta cũng không khổ vì cái chuyện đó, thì mới là cái người không chấp thân. Còn bây giờ bình thường có những người tu thì đau thường thường mình thấy rồi ngủ quẩn này ra không à, không đau thường thường nó không có đau lắm thì mình để yên cho nó, nhưng mà đau dữ dội tới cái phút gần chết rồi mới thấy là người đó chấp thiệt hay là không chấp. À lúc đầu thì thấy nó đơn giản lắm, nhức đầu nóng lạnh thì có thể tự mình khống chế, tự mình công phu, có khi mình niệm Phật, có khi mình hít thở hay làm gì để cho nó qua. Nhưng mà mấy người tu chúng ta hay mắc cái bẫy này lắm. Mắc cái bẫy này, nhưng mà tới cái phút cận tử hoặc là cái khúc mà đau thực sự quyết liệt á, chuẩn bị rời bỏ thân xác này, thì lúc đó mới lộ ra là ủa, rõ ràng mình cũng chấp thân y như người ta, không có cách để phá vỡ. Lúc đó mình sẽ đau khổ khi mình bỏ thân xác này. Có mấy ai không, có mấy ai mà khi cái ngày, cái giờ phút cuối nhẹ nhàng ra đi không đau khổ? Không có. Nhưng mà đời sống của họ rất là kỹ lưỡng á nha. Bệnh họ thậm chí họ không thèm trị nữa, gã lỡ không thèm sức nữa. Chúng tôi gặp người này rất là nhiều, nhưng mà tới phút cuối tôi thấy nó khác chứ không phải như cái lúc đầu. Tức là cái hồi thần kinh chúng ta còn vững á thì đau đớn chúng ta vượt qua được, nhưng mà lúc cuối á, thần kinh không vững nữa, lúc đó rồi khóc rồi la rồi kêu cứu thế này thế kia đủ chuyện hết. Hồi thần kinh vững thì có thể lướt qua một hai cơn bệnh nhẹ, thì đừng có tưởng rằng thấy người ta lướt qua bệnh nhẹ là người đó nhẹ chấp thân. Không phải. Một người muốn nhẹ chấp thân thực sự thì người đó phải có một cái thấy biết Phật pháp nào đó, để rồi cái thân xác họ không còn quan trọng trong đời này nữa. Sống thì họ sống đúng với cái cuộc đời này, tuổi thọ bao nhiêu họ sống hết tuổi thọ bấy nhiêu, và họ đang đứng vị trí nào họ sống đúng với vị trí đó, không bao giờ có một cái sự gượng ép nào cho thân xác này, và không bao giờ có ý niệm hủy hoại thân xác này, hoàn toàn không có. Họ sống rất là hồn nhiên vô tư cho cái thân xác được sống đúng ngày đúng giờ ngày đó, với cái tuổi đó, với cái sức khỏe đó, với cái hoàn cảnh sống đó, họ sống rất đúng, rất phù hợp. Nhưng mà đến một ngày nó suy yếu thì người ta cũng biết là tuổi tác đó, cái thân xác này suy yếu, họ cũng rõ biết điều đó và họ sống rất đúng với cái tuổi tác đó. Vậy thôi, từng ngày qua họ sống rất đúng với cái sự sinh hoạt của thân xác này, mà không cố gắng cho nó muốn thêm cái gì, cũng không muốn một chút ý thức để làm hại nó, hoàn toàn không có hai kiến giải đó. Cho tới một ngày tuổi thọ hết là tự động buông tay. Vậy là người biết như vậy đó thì chúng ta mới phá vỡ được. Và người nếu mà được cái cuộc sống như thế thì trí tuệ của họ là những người thực sự có một cái thấy biết giác ngộ hoàn toàn. Họ phải thấy rõ ràng là thân này nó vô thường trong từng sát na một, để rồi lúc nào nó như thế nào họ sống đúng như thế đó. Thì như vậy là người biết sống. Người biết sống thì sử dụng cái thân xác này giữa cuộc đời này rất là linh hoạt, không bị vướng lại đó. Thì giờ là ban đầu cái việc mà cái người tu Phật phải thấy ra là cái thân này nó thực sự nó không thật. Mà trong tất cả các băng giảng khác quý vị cũng nghe là cái thân này là cái thân tứ đại hòa hợp, không? Tức là cái hơi thở chúng ta hít vào thở ra, tức là gió, là phong đại.
cái hơi ấm, cái nhiệt độ cơ thể chúng ta 37 độ là quả đại, phải không? Cái mà chúng ta đụng được tóc lông răng móng da thịt gân xương chúng ta là địa đại. Còn cái gì mà ướt trong người chúng ta là thủy đại. Do có đầy đủ bốn cái này mới hình thành cái thân xác này. Thì vậy là ngày nào mà chúng ta còn mượn vào trả ra một cách bình thường á, thì ngày đó cái thân chúng ta còn khỏe. Ví dụ như giờ chúng ta thiếu nước, chúng ta uống một miếng nước một chút chúng ta xả ra. Chúng ta thiếu đất thì chúng ta ăn miếng cơm rồi một chút qua ngày hôm sau chúng ta thả ra. Mà còn mượn vào, còn thả ra một cách bình thường như vậy á, thì chúng ta còn khỏe, đúng không? Mà lỡ mượn được mà trả không được là thấy mệt rồi đó. Thấy mệt. Không. Hoặc là bây giờ cái này nó lấn lướt cái kia chúng ta cũng thấy mệt. Ví dụ như bây giờ tự nhiên nghe nhức mình, tức là gió thổi đất lung lay rồi, bắt đầu đau nhất phải hút gió ra hết á, thì chúng ta mới nghe nhẹ, không? Hoặc là bây giờ chúng ta ăn cái gì mà lỡ nóng quá thì kiếm cách uống phải cho nó dịu xuống. Có nghĩa là trong bốn điều này mà trong kinh Đức Dạ, Đức Phật dạy là giống như có bốn con rắn độc ở trong một cái chuồng. Thì mỗi con muốn chiếm địa vị cao, mỗi con mà muốn lấn lướt á, ví dụ như đất mà muốn lấn hơn á, thì thủy nó bắt đầu nó bị cạn kiệt thì buộc phải uống nước vào, không? Phải để điều tiết lại. Quả mà nó bốc lên á thì cũng phải tìm cách nào để cho nó dịu xuống. Thì trong bốn đại này, nếu mà chúng ta khéo điều hòa thì cái thân này nó còn tồn tại một chút. Nhưng mà sự điều hòa đó nó trục trặc một chút, chỉ cần một chút trục trặc thôi, trong đất nước gió lửa mà ai mà lấn hơn chút là thấy bắt đầu có chuyện rồi. Gió nhiều cũng không được, lửa nhiều cũng không được, đất nhiều cũng không được, mà nước nhiều cũng không được. Chúng ta luôn luôn từng sát na một trong cái đời sống này là luôn luôn điều hòa cái thân tứ đại này của chúng ta. Thì vậy là lúc nào mà chúng ta không được đưa vào cái gì thì cái đó bị thiếu. Mà bị thiếu thì thân này bắt đầu lung lay. Và cho tới ngày cùng thì chúng ta thấy cái trả vai của chúng ta nó hết. Hết cái duyên sống rồi thì chúng ta thở một cái là gió, trả về gió không hít lại được, nó không mượn gió lại được nữa thì chúng ta chết. Không, gió trả về gió. Rồi bắt đầu khi mà chúng ta đã tắt hơi thở rồi thì hơi ấm bắt đầu mất đi. Lửa trả về lửa thì cái thân nó bắt đầu mất hơi ấm. Rồi thân chúng ta từ từ bắt đầu nó rỉ chảy, phải không? Nó vỡ rồi nó chảy thì nước trả về nước và đất trả về đất. Thì như vậy là tứ đại hoàn lại tứ đại. Chứ cũng chẳng có gì thật là thân của mình. Nếu mà nhìn một cách tổng quát theo cái kiểu của lý luận của Phật giáo thì chúng ta rõ ràng là cái thân này cũng là cái gì hết sức là tạm bợ, chứ không có gì riêng của ai hết. Không có gì riêng của mình hết. Từ đầu cho tới chân cũng chẳng có cái gì riêng của mình, còn chẳng có cái gì là thật của mình. Không có cái gì mà mình mang từ đời này qua kiếp nọ được. Mà tất cả mọi cái đều là một sự gom nhóm của tứ đại, gom nhóm của tứ đại để hình thành cái thân này. Đó, khi chúng ta quán xét chúng ta thấy rõ ràng cái thân xác như vậy để mình phá vỡ cái chấp tước nhỏ nhiệm của mình. Cho nên chúng ta phải, thực sự thì chúng ta phải có những cái công phu tu tập. Chúng ta phải thiền định để ít ra mình phải quán sát cái thân này cho đến mức tận cùng để chúng ta phá vỡ cái thấy cố hữu thân xác này là thật. Người tu ban đầu là chúng ta phải phá được cái này. Không phá được khó tiến sâu đạo lý lắm. Này thấy vậy, từ trước đến giờ chúng ta cũng học đạo coi như là rất là nhiều, phải không? Chúng ta đã học giáo lý đại thừa này nọ nơi kia thực sự rất là nhiều. Những cái lý luận có không bát nhã này chúng ta đã học rồi. Nhưng mà ngồi nghiệm kỹ lại, tận trong thâm tâm của chúng ta có phá vỡ cái chấp trước thân chưa? Nếu mà thực sự chúng ta chưa phá vỡ thì cố gắng công phu để phá vỡ. Thật đây là cái bước đầu để thâm nhập sâu vào Phật pháp. Chúng ta thấy từ kinh Pháp Hoa cũng có phá thân ngũ uẩn, phải không? Từ sắc uẩn, thọ uẩn, rồi tới kinh Lăng Nghiêm mai mốt chúng ta học bắt đầu cũng phải phá. Tức là tới những mức độ mà chứng đắc là buộc hành giả phải phá vỡ cái sắc uẩn này trước. Cho nên từ đây mà nếu chúng ta chưa công phu vững vàng để chúng ta phá được cái chấp trước nơi thân này thì tiến sâu vào công phu chúng ta không phá vỡ được cái thân sắc quẩn này thì không phá được, không đi đến chiều sâu của đạo lý, khó mà chứng thánh hiền. Chỉ có cái cõi của mình, cõi dục này là chấp thân. Cái thân vật lý này là một cái sự gom nhóm tích chứa trong một cái đời này thôi, nhưng mà chúng ta chấp rất nặng, chấp rất nặng. Đến những cái cõi cao hơn thì cái việc chấp thân nó bắt đầu nó nhẹ đi. Cái thọ dục của chúng ta bắt đầu nó cũng nhẹ từ từ. Đến những cái cõi mà thiền định sâu, tới cái mức độ mà đến cái cõi mà vô sắc á, tức là cõi đó là bắt đầu hết thân. Cõi đó bắt đầu không còn xài thân như cái kiểu của mình.
cõi trời sắc giới vẫn còn xài thân. Thì như vậy là tùy cái mức độ công phu của một người tu tập tiến bộ ở cái tầng nào, tiến bộ càng sâu trong Phật pháp chừng nào thì người đó lại nhẹ chấp thân chừng đó. Chúng ta nói rõ ràng nha, nhẹ chấp thân nha. Nhẹ chấp thân chứ không phải là người đó có quỷ hoại thân mình, chê bai rồi chửi rủa, không có. Hoàn toàn tất cả những kiến giải đó không cần xài. Chúng ta chỉ nhẹ cái chấp trước thôi, nhẹ chấp trước. Càng công phu giỏi chừng nào thì đối với thân xác họ càng nhẹ nhàng chừng đó. Mà lạ cái là khi chúng ta nhẹ chấp thân á thì thân chúng ta lại nhẹ ra. Điều này nếu mà chúng ta có công phu chúng ta sẽ cảm nhận được. Người nào mà nhẹ chấp thân chừng nào thì thân xác của họ càng nhẹ nhàng chừng đó. Tức là họ có cuộc sống hết sức là thư thái nhẹ nhàng. Rất là lạ. Nhẹ chấp thân thì người đó tự động cũng ít bệnh tật. À, nhẹ chấp thân chừng nào thì cuộc sống được an nhàn nhẹ nhàng chừng đó. Đây là điều mà chúng ta thấy nó có một cái gì có kết quả bên sau đó, chứ không phải là cái chúng ta nhẹ chấp thân là chúng ta còn nguyên, vẫn giữ nguyên thân xác này. Nhưng mà chừng đó chúng ta đã nhẹ rồi. Cho tới một cái lúc nào đó chúng ta công phu thực sự mà có một lần chúng ta phá vỡ cái chấp trước này thân á, thì quý vị thấy cái thân này như không còn trọng lượng. Nếu ai có công phu sẽ cảm nhận được điều này. Chúng ta vẫn đi đứng trong cuộc đời này, nhưng mà thực sự lúc đó chúng ta không còn trọng lượng nơi thân nữa. Trải qua ngày đêm như vậy chứ không phải là một hai phút giây đâu. Thì biết rằng lúc đó chúng ta đã phá vỡ được cái chấp trước của thân sắc quẩn này rồi. Hoặc là có lúc nào mà ở đây nếu có người mà đã từng ngồi thiền á, đã từng ngồi niệm Phật mà có lúc chúng ta thấy rõ ràng thân chúng ta như không có. Tức là chúng ta có một cái thoáng xảy ra nơi mình đã phá vỡ được cái chấp trước thân, nhưng mà nó phá không sạch. Nên nó chỉ là một thoáng thôi. Thì lúc đó gần như chúng ta thấy mình mất trọng lượng, mình còn hiện hữu đó nhưng mà thấy gần như mình đã mất. Không, nếu mà chúng ta có công phu thì chúng ta sẽ cảm nhận được chút chút những điều này. Thì lúc đó chúng ta cảm thấy hết sức là nhẹ nhàng, tươi vui. Nhưng qua đó rồi mình cũng chấp thân trở lại cho nên mình nặng lại. Thật ra khi một người mà công phu đến mức độ mà thực sự có một lần phá vỡ được cái chấp trước nơi thân á, thì cuộc đời còn lại quý vị đi đứng nằm ngồi thấy nhẹ tên như chúng ta mang một cái bông gòn đi trong đời này, mặc dù mấy chục kg như trước. Không thay đổi kg đó nhưng mà thực sự chúng ta thấy nhẹ. Và lúc đó chúng ta thấy thêm một cái nữa là toàn thân chúng ta bắt đầu thông. Cái từ thông này không biết có ai cảm nhận không? Có nghĩa là bây giờ cái gì chúng ta cũng thấy ngăn bích hết á. Nặng nề ngay cả hơi thở thôi. Hơi thở chúng ta cảm thấy chúng ta đang hít thở như vậy, nhưng mà nó thật sự ngăn bích chứ nó không có thông rồi. Nhưng một phen chúng ta đã cảm nhận được, tức là chúng ta công phu đến một lần mà chúng ta phá được cái chấp thân ở nơi mình rồi á, thì toàn thân chúng ta thông. Chúng ta thông. Có những công phu chúng ta cứ hít được hoài, không biết nó thở ra ở đâu, nhưng mà hít được hoài. Hoặc là chúng ta thở ra thở hoài mà không biết nó hít từ đâu. Thân chúng ta có mức độ nó thông như vậy. Và chúng ta thở nó không còn rít rắm như bây giờ nữa, chúng ta thở hết sức là nhẹ nhàng. Một hơi thở của mình hít vào gần như là dùng máy mới có thể đo đạt được cái hơi thở lúc đó. Lúc chúng ta đạt được cái thiền định đó thì chỉ có máy móc mới có thể đo được. Người bình thường thấy gần như chúng ta không còn thở nữa. Lúc đó chúng ta tạm thời phá được một phần cái sắc ấm này. Đến hồi phá sắc ấm trong kinh Lăng Nghiêm là chúng ta sẽ nói nhiều, nhưng mà để ở đây để chúng ta muốn nói, để cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái thấy nhìn của Phật pháp ở trong đạo Phật á, chúng ta phải thực sự đến. Chứ nếu bây giờ chúng ta hiểu là cái thân này nó quyển giả để chúng ta không chấp thì đó chỉ là cái chuyện của ý thức. Nhưng mà sự thật, nếu một cái hành giả công phu đúng với đạo Phật mà chúng ta phá vỡ chấp thức thân, thì giờ phút đó chúng ta sẽ cảm nhận được một cái điều rất kỳ diệu ở trong Phật pháp liền, là chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta an lạc liền. Phá thân thôi là chúng ta đã cảm nhận được một cái điều kỳ diệu rồi, chứ không có đơn giản đâu. Và còn thêm một số điều bên sau đó nữa, thì cái chuyện đó là đến kinh Lăng Nghiêm sẽ nói rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng một người tu đúng với đạo Phật khi phá được chấp thân là người đó cảm nhận ngay tại chỗ đó được sự an lạc, thanh thoát, nhẹ nhàng liền. Thật ra khi mà mọi người đạt được sơ thiền, thường thường là các vị giảng sơ thiền là ly sanh hỷ lạc á, tức là lìa cái chấp trước cái ngũ dục mà sanh được cái hỷ lạc á, thì chỉ nói được một mặt tâm thôi, họ chưa nói tới cái thân này. Nhưng mà cái lúc đạt được sơ thiền á thì lúc đó cũng đã phá vỡ một phần nào chấp trước nơi thân xác rồi. Chứ còn nếu mà chúng ta còn chấp thân là dứt khoát bị nặng nề. Cho nên trong cuộc đời này ngày nào chúng ta cũng thấy nặng nề về việc này việc kia việc nọ, biết rằng mình chưa phá được miếng nào trong cái chấp thân. Chưa phá được.
Nó lạ lắm, chứ không phải là phá được chấp thân là chúng ta không ăn, không uống, không phải như vậy đâu. Có những người họ sống đời sống tâm linh cao á, khi họ đã nhẹ chấp thân rồi, khi thân họ thông rồi đó, thì họ gần như ít ăn lại, ít ăn lại. Tại vì khi một người không chấp thân đã phá vỡ được rồi thì ít tiêu hao năng lượng từ nơi thân. Có nghĩa là tâm linh họ đạt tới một tầng cao thì ít xài cái trí não này, ít vận dụng thân xác, cho nên ít tiêu hao năng lượng và bắt đầu ít ăn. Và họ bắt đầu xài thân, tức là sử dụng một cái loại thực phẩm không bằng vật chất này nữa. Tức là họ mới cần ăn uống mà họ có thể hít thở để hấp thu cái dưỡng khí từ ngoài khí trời vào. Thân họ càng lúc càng thanh trong. Mà thân càng lúc càng thanh trong thì tâm càng lúc càng an định. Tâm an định chừng nào thì nâng thân thanh trong chừng đó. Và nâng thân thanh trong chừng nào thì tâm an định chừng đó. Hai cái này gần như nó không có lìa nhau. Rồi chúng tôi có biết một số vị á, hiện tại thì chúng tôi biết chưa có duyên gặp. Có một vị khoảng mấy năm rồi các vị đó cũng không ăn, mà vẫn sống sinh hoạt lao động bình thường như người khác. Vị này công phu cũng tương đối khá. Hay là tôi chưa có duyên để gặp, để coi cái kiến giải như thế nào thôi. Nhưng mà như vậy cũng đã, họ đã biết sử dụng cái thân, sử dụng cái năng lượng của vũ trụ không thông qua ăn uống vật chất này. Tức là vị đó đã xài được cái chuyện đó, cho nên là không ăn lâu năm nhưng mà vẫn sinh hoạt bình thường. Có một số người như vậy. Như vậy là đây không phải là cái chỉ số chung, không phải là do các con đường đạo chúng ta tiến bộ tới chừng đó chúng ta được cái đó. Có nhiều khi cái cấu trúc cơ thể của người đó, họ có thể không ăn nhiều năm họ không chết, mà họ giờ không biết đạo lý gì. Chúng ta phải nói lại, nói đi phải nói lại. Thành ra cái cấu trúc cơ thể của thỉnh thoảng là có một người đó sẽ ra như vậy. Còn bình thường theo công phu tu tập của nhà thiền thì đến một cái độ họ cũng không sử dụng cái vật chất, không sử dụng vật chất. Thì đó là đạt tới cái đỉnh cao của tâm linh rồi, thì cái chuyện đó không nói. Rồi chúng ta nhìn thấy, đối với tất cả những người mà không chấp thân thì sẽ có cuộc sống an lạc. Thì cái việc đó là cái việc sẽ có xảy ra trong công phu của đạo Phật. Và đến một cái ngày mà cái thân xác tu tập cho tới, chúng ta phải làm sao đó mà thân của chúng ta phải thật sự thanh trong. Chúng ta thấy một cái câu nói bên đạo Chúa rất là hay, tức là nếu muốn rước Chúa là các ngươi phải dọn thân tâm này thật sự trong sạch thì Chúa sẽ ngự ở nhà ngươi. Chúa thì có ở khắp mọi nơi rồi, nhưng mà muốn rước Chúa về thì thân tâm phải thật sự trong sạch. Một câu nói hết sức là thiền không? Thân này, tâm này thật sự không trong sạch thì cái Chúa nó không hiện ra. Chúa không hiện ra. Cái mà làm chủ cái vũ trụ này không hiện ra. Cái làm chủ đời sống của vật chất không hiện ra. Nó thì như vậy là thân này tuy là chúng ta phải hiểu trên cái mặt căn bản là chúng ta phải thấy nó là huyễn giả, nó là giả hộp, nó là không thật, nó không bền lâu, không chắc chắn. Nhưng chúng ta cũng phải sống đúng với cái sinh hoạt của nó trong từng giai đoạn. Chúng ta phải nói lại nha, phải sống đúng với sinh hoạt nó trong từng giai đoạn. Tùy giai đoạn tuổi tác của mình, tùy hoàn cảnh sống của mình, tùy cái sinh hoạt cuộc sống này của mình, mà mình phải sống cho phù hợp với nó. Chúng ta không được quyền có ý, không có được quyền có cái thái độ là xem thường, thù hằn để rồi hủy hoại nó. Và không có trân trọng nó, không có chấp trước nó mà thôi. Tức là không chấp trước, vẫn sống bình thường mà không chấp trước. Cái thứ hai Đức Phật dạy chúng ta là cái người mà phải thấy thân này nó giam giữ tâm giống như thành quách. Chúng ta thấy cái thân này nó có giam giữ cái tâm mình không? Có không? Ví dụ như bây giờ này nha, mình tự nhiên mình đau quá cái mình thoát khỏi cái đau này nổi không? Không nổi phải không? Giống như bây giờ hai cái tay mình bị người ta cột lại, hai cái chân mình bị người ta cột lại, thì người ta cột cái thân này chứ đâu có dính gì cái tâm này. Nhưng mình thấy dễ chịu không? Nó khó chịu lắm. Chúng ta làm gì để chúng ta thoát ra được cái trói buộc này, phải không? Như vậy là rõ ràng là cái tâm này nó chưa có một lần thoát khỏi cái thân này. Tức là cái thân này nó giống như thành quách để bao bọc cái tâm của chúng ta. Cho nên một cái sung sướng của thân á, thì tâm bắt đầu nó nghe nó có cái cảm nhận vui. Một cái khó khổ của thân á, thì cái tâm này nghe hơi khó chịu, phải không? Thì ra cái khó chịu, cái vui, cái buồn là căn cứ nơi thân này không à. Bây giờ chúng ta nhìn lại cả một cuộc đời của mình đi. Từ nhỏ đến lớn chúng ta có cái gì mà vui ngoài cái thân này không? Đâu có đâu. Ví dụ như chúng ta thích một cái cảnh nào đó, thì cái cảnh đó là từ đâu? Từ nơi thân chúng ta cảm nhận được.
tức là mắt chúng ta thấy được cái cảnh vật đó, chúng ta thấy thích thì cũng liên hệ tới thân này, rồi chúng ta phải chụp hình, rồi chúng ta phải vẽ lại, hay chúng ta phải quay phim gì đó để chúng ta ngắm lại được nó hoài. Thì vậy là từ cái thân này nó giam giữ cái tâm chúng ta chưa bao giờ phá vỡ ra được. Không có, ít có người nào mà có cái vui cái buồn ngoài cái thân này. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghe người ta chửi mình một câu thì mình nghĩ là cái nghe đó nó là tâm, phải không? Chúng ta buồn, chúng ta giận nó là tâm chứ đâu có dính gì tới thân đâu. Nhưng thực sự nếu lỗ tai không nghe được thì chúng ta có buồn với câu nói nặng nhẹ không? Không có. Thì vậy là nó cũng dính tới cái thân căn của mình, tức là dính tới nhĩ căn của mình. Nhĩ căn là trên thân căn này, gần như nơi lục căn của chúng ta luôn tiếp xúc với lục trần, để rồi cái tâm chúng ta bị quấn trong đó không thoát ra được, không thoát ra được. Cho nên nhiều người tu chúng ta bị cái lầm là chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tu tâm thôi, tu tâm thôi. Thân này chúng ta không quan tâm tới. Nhưng mà có lúc nào chúng ta lìa thân này đâu? Lúc nào lìa thân để tu nè? Không có. Chưa có một hành giả nào lìa thân để tu hết đó. Thì vậy là chúng ta còn bị vướng trong thân này để chúng ta công phu tu tập. Do đó mà không thể xem thường cái thân này. Mặc dù chúng ta phải hiểu nó là quyển giả, nó là không thật, nó là không bền lâu, nhưng chúng ta không được xem thường, không được chơi bay, không được quỷ hoại. Mình làm sao một lần một người hành giả thoát ra cái thân này để thấy nghe thì người đó mới sáng đạo. Tức là có một cái lần nào đó mà chúng ta biết tất cả những hình sắc không qua con mắt nữa, chúng ta nhận tất cả âm thanh không qua lỗ tai nữa, thì khi đó chúng ta mới thoát được cái thân căn ngũ quẩn này. Còn lại chúng ta vẫn còn bị vướng kẹt trong thân căn ngũ quẩn, chúng ta không thoát ra được. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là chúng ta giống như thành quách, cái thân này giống như thành quách để giam giữ cái tâm chúng ta. Tâm chúng ta là cái gì thì mình không thấy rõ, chúng ta chỉ thấy cái thân lộ ra đây thôi, phải không? Lúc nào thì thân nó buồn là do một lý do mà không có thỏa mãn cái nhu cầu của thân xác, thì cái thân nó tâm nó không vui. Nhưng mà tâm không vui là do lý do gì? Do nhu cầu của thân không được thỏa mãn. Tức là nó cũng từ cái lý do của thân xác. Cái thân này nó giống như ma quân thật sự. Cho nên phải sử dụng cái huệ kiếm của mình và luôn giữ phần thắng lợi. Có nghĩa là không bao giờ sống để bị lệ thuộc trong thân nữa. Đừng bao giờ để cho thân gìn giữ tâm này nữa. Mà muốn vậy á thì chúng ta phải công phu. Đức Phật ở đây dạy là phải giữ được cái huệ kiếm. Cái huệ kiếm đó là cái gì? Thấy thoát ngoài thân xác. Điều này chúng ta có không? Thì lúc đó là chúng ta mới sử dụng cái huệ kiếm của mình thoát khỏi thân căn này, mới giữ phần thắng lợi được. Mà chúng ta phải luôn giữ phần thắng lợi đó. Đức Phật dạy là chúng ta phải dùng cái huệ kiếm của mình để luôn giữ phần thắng lợi. Có nghĩa là trong lục căn tiếp xúc lục trần là chúng ta không rớt vào cái tầng vui buồn, không rớt xuống cái tầng buồn thương giận ghét, thì chúng ta giữ phần thắng lợi. Bây giờ thấy thì như vậy mà thấy thôi, thì chúng ta không có rớt vào thân căn ngũ quẩn. Nghe thì như vậy để mà nghe thôi, thì chúng ta không rớt xuống thân căn ngũ quẩn này thì mới gọi là giữ phần thắng lợi được. Nhưng mà chúng ta từ trước giờ có thắng lợi nổi không? Nói câu thứ nhất nghe chúng ta hơi tỉnh qua, câu thứ hai là nghe hơi khó chịu, câu thứ ba là cự lại liền. Chúng ta khó tỉnh lắm. Ví dụ như giờ có người lưng mà sẽ có lỗ mũi xấu quá thì nghe cũng được, nghe câu đầu rồi nghe cũng được được, nghe câu thứ hai thì mình thấy chê nhẹ nhẹ lỗ mũi này á, là mai kia nó sẽ bị cái quạ gì đó, rồi bắt đầu nghe hơi rung rung rồi, không? Cái quạ đó nó cũng ảnh hưởng tới dòng họ, tới tổ tông rồi tùm lum hết, bắt đầu là bị thua, bị động rồi. Bị thất trận liền, không thắng nổi. Nghe câu đầu nó chê á, thì mình thấy tỉnh, không có gì, mình nghe là nghe thôi, không có gì quan trọng lắm. Mà câu thứ hai, câu thứ ba quan trọng. Nếu mình nói rồi bây giờ làm sao, nếu mà tôi thấy lỡ mà có tai nạn xảy ra với tôi cũng không có vấn đề gì, nhưng mà ảnh hưởng, tôi sợ ảnh hưởng cái dòng họ, ảnh hưởng tới con cái, ảnh hưởng tới cái gì đó. Ảnh hưởng cái gì quan trọng đó thôi. Bây giờ nếu như vậy thì phải sửa bằng cách nào? Sửa bằng cách nào để cho đừng ảnh hưởng chung. Nó ví dụ vậy. Thì vậy là chúng ta quay tới quay lui là chúng ta bị sụp bẫy, không? Bị thua trận rồi. Chúng ta thấy một cái sự việc gì đó bình thường thì thôi. Ví dụ như những cái chuyện mà chúng ta đã thấy hàng ngày, chúng ta đi trên đường chúng ta thấy chuyện hàng ngày, chúng ta thấy qua, thấy cảnh, thấy đường đi, thấy phố thị bình thường, không có gì.
Nhưng mà tự nhiên xuất hiện một cái mỗi căn nhà quá đẹp, mà trong khi là mình từ xưa giờ mình rất là ao ước muốn thấy một căn nhà đẹp đó, thì nó đập vô mắt chúng ta là khiến chúng ta bị dướng trong đó liền. Giờ phải hỏi thăm chủ nhà đó là ai, không họ làm ăn cái kiểu nào mà họ cất được cái nhà đẹp, thợ nào xây dựng, vân vân. Đó là chúng ta bị sụp lại. Bình thường thì thôi không có gì, nhưng mà đụng chuyện là chúng ta bị rớt. Chúng ta dành một ngày đến chùa để tu, nhưng mà từ sáng giờ chúng ta thắng được mấy trận tính ra coi thắng được mấy trận, thua rất là nhiều, phải không? Nếu chúng ta thấy cảnh là chúng ta bị vướng rồi, nghe tiếng chê là chúng ta thua trận rồi, làm sao thấy mà. Thì chúng ta phải thắng trận trong tất cả những cái thấy nghe của lục căn ở chúng ta. Khi lục căn chúng ta tiếp xúc với lục trần, chúng ta xuống cái tầng thấy nghe hay biết thông thường như từ trước đến giờ nữa. Trước tiếng là chúng ta chưa có nghe, phải không? Ngay khi tiếng là chúng ta nghe rõ ràng, và sau khi hết tiếng là chúng ta phải tự mất, không có còn tồn động lại nơi chúng ta nữa, thì chúng ta thắng trận. Thắng trận mà tập đánh từng miếng, đánh du kích mà đánh du kích. Bây giờ trong cái thấy của chúng ta, thấy tất cả những cái cảnh đẹp hoặc là xấu đang hiện trước mắt chúng ta, chúng ta phải thấy hết và chỉ thấy mà thôi, chỉ thấy thôi, thấy là thấy vậy thôi, chứ không thấy biết thấy nha. Ở đây không có nói chuyện thấy để biết thấy, không phải công phu đó. Thấy là thấy, thấy chỉ như vậy mà thấy vậy thôi. Nghe thì chỉ như vậy mà nghe, chứ không phải nghe là biết nghe. Ở đây chúng ta không có nói tới công phu nghe biết nghe, chúng ta không có nói tới công phu đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm. Chúng ta không nói công phu đó. Công phu đó chưa phải chưa đúng với cái điều Đức Phật dạy chúng ta. Và sử dụng mà công phu đi biết đi, đứng biết đứng còn lâu lắm mới chiến thắng nổi lục căn. Ngay khi chúng ta thấy là thấy thì chúng ta chỗ đó thoát ra rồi. Nhưng mà đi biết đi là tri kiến lập tri. Theo kinh Lăng Nghiêm, tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tức là cái gốc của vô minh. Thấy biết mà còn chồng thêm cái thấy biết là gốc vô minh. Nên là chúng ta không xài công phu đó, không xài công phu đó. Chúng ta chỉ thấy ngay khi đó mà thôi. Thế là thấy nghe ngay tại chỗ này mà nghe, nghe một cách rất rõ ràng và chỉ nghe mà thôi. Không có gì thêm ở bên sau đó, không có gì bớt ra, không lấy, không bỏ, không chấp, không thủ. Chỉ như vậy thì chúng ta đang là người thắng cuộc. Đó thì vậy là từng miếng công phu của chúng ta, nếu mà chúng ta liên tục trong cái thấy nghe mà chúng ta không rớt vào cái tầng của thân căn này, thì coi như chúng ta liên tục được giác ngộ. Mà nếu suốt một ngày mà chúng ta luôn thắng cuộc như vậy, thì suốt một ngày đó là chúng ta được giác ngộ một ngày, phải không? Thì vậy là chúng ta là cái gì? Là những người mà theo kinh Phật nói là chúng ta thuộc gì? Cái người mà tiểu tiểu giác ngộ, và lâu lâu chúng ta giác ngộ được miếng, phải không? Miếng. Thì cái tu giỏi giỏi chút nữa là chúng ta kéo dài cái sự giác ngộ mình ra, tức là chúng ta liên tục thấy nghe như vậy á, thì vậy là chúng ta liên tục được giác ngộ. Mà rồi có lúc khác thì chúng ta quên, thì gọi là phần giác, chúng ta giác từng phần, giác ngộ từng phần. Rồi tới cái người mà giác ngộ tu giỏi chút nữa là giác ngộ liên tục, là đẳng giác, tức là cả ngày lẫn đêm đẳng giác. Nhưng mà đến cái mức độ á, mà giác ngộ hoàn toàn thì trở thành diệu giác như Đức Phật, tức là không có cái sát na nào mà không giác ngộ hết á. Không có cái kiểu nào rớt vào nơi lục căn của Đức Phật mà Đức Phật bị lầm cả. Thì đạt tới cái mức độ diệu giác đó là mới xong chuyện. Nên bây giờ thì chúng ta tập giác từng miếng, phải không? Tập thắng trận từng miếng. Mỗi lần thấy thì gán giữ mình tại đó, tại cái chỗ thấy đó thôi, phải không? Nên chúng ta nhìn qua đây chúng ta thấy cái này, thì chúng ta đang thấy cái này, phải không? Nhưng mà nhìn qua đây là chúng ta thấy cái này, thì cái này nó tự mất lấy ở nơi mình. Tự mất chứ đừng có thêm công phu gì hết. Nếu chúng ta thấy ngay nơi đây mà chúng ta rõ ràng như vậy á, thì quay qua đây cái này nó tự mất. Còn nếu chúng ta thấy mà không rõ ràng, chúng ta còn có cái gì ở đó, thì quay qua đây cái hình bóng nó vẫn còn lưu trú nơi tâm thức. Cho nên khi thấy đây thấy không rõ cái mới, thấy không rõ. Nếu mà người nào mà thấy đúng như thật mọi vấn đề trong từng sát na một á, thì luôn luôn rõ ràng trong từng cái. Giống như chúng ta nghe nãy giờ, từng tiếng là chúng ta nghe rất rõ, mà chúng ta đâu có thêm công phu nào để chúng ta nghe rõ đâu, đúng không? Bây giờ ngồi trong đây á, chúng ta nghe cái âm thanh phát ra từ loa phóng thanh, phải không? Chúng ta nghe rất là rõ. Rồi chúng ta cũng nghe được cái tiếng chim ríu rít bên ngoài. Rồi chúng ta cũng nghe được gió thổi mang mát nơi thân chúng ta. Và chúng ta cũng thấy tất cả chảnh vật, mình đâu có vận dụng đâu, đúng không? Nhưng tại sao mình nghe được cái tiếng chim kêu đó?
Tại sao chúng ta lại nghe được tiếng gió thoảng? Tại sao chúng ta vẫn thấy, mặc dù chúng ta không chú ý, nhưng mà rớt vào tầm thấy chúng ta tự động chúng ta thấy biết. Chúng tôi nghiêng qua nghiêng lại quý vị thấy rất là rõ, mặc dù quý vị đang chú ý nghe tôi nói rồi, chứ đâu muốn thấy tôi như thế nào đâu, nhưng mà nhúc nhích cỡ nào quý vị cũng thấy rõ. Thì chúng ta phải thấy ra được cái điều này. Cái mà chúng ta không cần vận dụng, không cần cái chuyện vận dụng đó đâu. Cho nên phải, nếu chúng ta tiếp nhận được cái không vận dụng của thân tâm mà nó rõ biết được duyên cảnh, là lúc đó chúng ta tiếp được sự thật. Và khi tiếp được sự thật này rồi á, thì chúng ta luôn luôn sống ở nơi sự thật hiện tiền này mà không cần vận dụng thân tâm nữa. Quý vị thử buông tất cả những cái vận dụng của chính mình. Đừng có vận dụng, đừng có thấy theo cái kiểu từ trước đến giờ, đừng có chú ý nghe như từ trước đến giờ. Hãy thôi dứt đi tất cả những cái chuyện đó đi. Thì chúng ta ngồi tại đây nè, cái gì xảy ra chúng ta cũng rõ. Thì chúng ta mới biết rằng là dùng xài cái thân này là dư. Dùng xài tới cái thân này là dư. Chúng ta vận dụng để thấy, vận dụng để nghe, là chúng ta đang xài cái chuyện nhỏ nhiệm dư thừa, không đáng và không đến sự thật. Nếu mà chúng ta xài một cách tốt đẹp nhất, mà đầy đủ nhất, trong sáng nhất, thanh tịnh nhất, là chúng ta đừng có xài riêng nữa. Đừng xài riêng từng cái nữa. Đừng có bao giờ là ngồi đây chỉ nghe, là chú ý để nghe âm thanh thôi mà không được nghe cái khác. Chúng ta cũng không làm được chuyện đó, tại vì nó vốn đã nghe phủ trùm rồi. Ở trước cũng nghe, ở sau cũng nghe, ở trong cũng nghe, ở ngoài cũng nghe, bên phải cũng nghe, bên trái cũng nghe, chúng ta đã nghe khắp như vậy rồi. Thì âm thanh lọt vào cái trần nghe chúng ta là chúng ta tự rõ âm thanh đó. Nếu chúng ta để nguyên cái rộng khắp này mà chúng ta nghe, thì chúng ta không phải là cái người bị lệ thuộc, không phải bị cái thân này, bị cái thành quách của thân này trói nữa. Chúng ta được nghe khắp, chúng ta được biết khắp. Thì làm sao như vậy đó thì chúng ta mới thắng cuộc được. Thấy là phải thấy khắp, đừng có thấy riêng. Ví dụ như nguyên cái bình bông này, là từ bông lớn cho tới bông nhỏ, cho tới lá cây, cho tới cái đọt nhỏ, cho tới cái cọng ở trong, chúng ta thấy một cái là chúng ta thấy hết. Chứ không phải thấy cái bông đẹp là chỉ nó nở đây thôi, còn ở trong cọng chúng ta không thấy. Nó thấy riêng, thấy riêng vậy là sai. Khi chúng ta đã thấy hết một lượt thì chúng ta mới thấy toàn cái vẻ đẹp của nó, là chúng ta đang thấy đúng. Còn thấy riêng từng cái là chúng ta đang thấy sai. Cũng vậy, thật ra khi một người bắt đầu tu theo đạo Phật là chúng ta phải sẽ sử dụng cái công phu nghe khắp, biết khắp, thấy khắp. Tất cả mọi cái đều ở trong cái hay biết của chính mình. Thì lúc đó chúng ta đang công phu tốt. Mà trong cái hay biết lặng lẽ trong sáng đó đó, chúng ta vẫn giữ nguyên như vậy. Nhưng mà không phải là do chúng ta cố tình không vận dụng. Chúng tôi dùng từ là không vận dụng, không bất kỳ một vận dụng nào nơi thân tâm này cả. Quý vị đừng bao giờ vận dụng những cái điều đó, là nó bị dư thừa. Không phải dư thừa mà nó che chắn cái sự thật, chứ không phải là dư thừa nữa. Nếu quý vị có một chút vận dụng, tức là chúng ta đã bắt đầu sai lầm. Chúng ta cố gắng phải tiếp nhận được cái công phu này để chúng ta mới thắng trận dài dài được. Chúng ta là thua trận hoài. Chúng ta còn một chút vận dụng trong này là chúng ta đã dùng xài thân tâm. Nếu chúng ta không vận dụng, không dùng xài thân tâm, thì chúng ta sẽ xài bằng cái khác. Mà cái đó thì ngon hơn, cái đó trong sáng, thanh tịnh, nhiệm màu hơn nhiều. Phải xài cái đó đi. Xài cái đó mới thắng trận được. Chứ đây Đức Phật dạy chúng ta là phải thắng trận, phải giữ phần thắng, phải không? Dùng cái huệ của chúng ta. Tức là cái huệ chúng ta là cái gì đó nó thanh tịnh trong sáng mà chưa bị nhiễm trần. Đó mới là cái huệ thật của mình. Cho nên nhìn bên đây thì nó tự rớt, không nhiễm theo cái ly. Nhìn mình bông thì không nhiễm mình bông, nhìn cái bàn không nhiễm cái bàn. Đó mới là cái huệ của mình. Huệ mình là hoàn toàn không nhiễm trần, luôn thấy biết rất rõ ràng mà chưa từng bị ô nhiễm. Đó mới là cái huệ thật của chúng ta. Thì giữ được cái huệ đó mới thắng cuộc. Theo như Đức Phật nói, phải giữ phần thắng. Giữ được cái huệ đó mới giữ được phần thắng. Còn chúng ta quên cái đó là chúng ta bị thua trận. Bị rớt xuống, rớt xuống tầng thân tâm thì bắt đầu rối rắm tới. Cho nên khi nào mà thấy nghe hết sức bình ổn, an lạc, thanh tịnh đó, là chúng ta đang giữ được cái huệ của mình. Tức là với Đức Phật dùng là phải giữ được cái thanh huệ kiếm của chúng ta. Kiếm huệ của chúng ta, kiếm huệ của chúng ta là không có chém, không có chặt, không có đoạn phiền não. Không cần mấy chuyện đó. Kiếm huệ chúng ta là luôn soi sáng mọi cái, để rồi phiền não không dính trong đó, chứ không có chém chặt ai đó. Nhiều người sử dụng cái huệ kiếm mình để chặt phiền não, để chém ma quân. Còn này chúng ta xài kiếm nhưng mà không có chặt, không có chém ai hết đó. Kiếm này nó trong sáng, để tất cả mọi cái đều hiện bày ở trong đó. Trong sự hiện bày này vắng bóng tất cả những phiền não nghiệp tập. Không có thấy theo thói thường gọi là nghiệp tập. Chúng ta thấy là thấy thì rất khỏi cái nghiệp chướng cũ của mình liền.
Nghe chỉ là nghe thì rớt khỏi cái nghiệp chướng cũ của mình liền. Nhưng mà mình quen thấy là phải như thế này, phải thế kia, đó là thấy của nghiệp. Nhưng bây giờ muốn thoát khỏi cái nghiệp thì phải thấy là thấy mà không có theo lối cũ nữa. Không thấy bằng kinh nghiệm cũ, không nghe bằng kinh nghiệm cũ, không đem kinh nghiệm ở đây để mà nghe, không vận dụng công phu để mà nghe, thì như vậy là thấy nghe trong sáng. Cái điều này chúng ta khéo ngồi lại một tí nha, cho chính mình. Mình tự nghiệm lại coi mình giờ mình đang nghe theo cái kiểu nào, theo kiểu cũ hay kiểu mới. tự thấy ra, phải dùng trí tuệ để mình thấy là bây giờ mình đang nghe theo cái kiểu hồi xưa giờ, hay mình đang nghe cái mới, đang nghe cái rõ ràng hiện tiền này, hay mình nghe theo cái kiểu kinh nghiệm. Mà cái câu nói đó là phải nghe như vậy á, nghe như vậy thì mới được hiểu như vậy, còn nếu không nghe được như vậy thì không được hiểu như vậy, tức là nghe theo cái kiểu cũ. Bây giờ đừng ở xài theo cái kiểu kinh nghiệm trước nữa, tức là mỗi tiếng nói được nói ra, mỗi âm thanh nó chạm tới cái nghe của mình, mỗi âm thanh nó lọt vô cái tầng nghe của mình á, là mới hoàn toàn. Âm thanh luôn luôn mới và mình luôn luôn mới để tiếp nhận âm thanh mới, chứ mình không có nghe bằng cái cũ. Ráng nghiệm ra được cái công phu này nè thì chúng ta mới có cuộc sống bình an được. Nếu mà chúng ta không nghiệm ra công phu này thì khó khăn trong cái việc tu tập lắm á. Bây giờ mình nói cái thấy đi, nghe cái thấy đi. Ví dụ như chúng ta nhìn cái ly, không? Rồi cái chúng ta quay qua đây, cái tôi nhìn lại chúng ta thấy nó là cái ly nữa. Thì như là thấy bằng cái gì? Thấy bằng kinh nghiệm cũ, không mới. Không mới. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái này là thấy cái này thôi. Chỉ là thấy cái này mà nó không dự phần danh tự vô, nó là cái ly hay là không ly. Trước cái danh tự cái ly nó là cái gì? Nó là cái gì? Nếu như bây giờ chúng ta không hiểu nó là cái ly thì chúng ta thấy là một cái sự thật đang hiện hữu, đúng không? Nhưng mà sự thật này nó đang khác với cái này, hoặc là đang khác với cái này, chúng ta vẫn rõ biết như thế. Mà chỉ rõ biết như thế thôi là không thêm danh tự vào, thì chúng ta bắt đầu thoát ra khỏi cái danh tự của một cái sự tướng. Chúng ta tập nhìn để chúng ta trở về với cái chỗ mà chưa có danh tự thử một cái coi. Ví dụ như nếu chúng ta nhìn mà không có danh tự thì cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Cái bình bông là có danh tự rồi, nó bông là có danh tự. Phải là cái gì mà chưa có danh tự bông, nó đã hiện với mình chưa? Hiện rồi nhưng mà nó chưa đâu có danh tự là bình bông, nhưng mà nó vẫn hiện hữu đó. Cái bông hoặc là cái bàn là tất cả những danh tự do ý thức con người ta đặt ra. Thì chúng ta có ý thức, chúng ta không chịu thoát ra. Chúng ta tập làm sao để mình hết sức linh động, hết sức nhạy cảm, hết sức thanh tịnh để chúng ta tiếp nhận duyên cảnh trong từng sát na một trong dòng sống này. Thấy một người mà mình dùng từ là không công phu á, nhưng mà họ công phu mà mình không có đo lường nổi đâu. Họ nhảy còn hơn điện tử nữa. Điện tử thì có khi nó còn tính giây tính phút, còn cái này là còn vượt qua tầm của phút giây nữa. Ngay nơi tại đó, ngay nơi cái thấy biết mà không danh tự đó đó, là vượt tầm thời gian và không gian. Không có thời gian nơi đó, tức là không dựa vào cái kinh nghiệm cũ để nó là cái ly, đúng không? Thì nó là một sự vật hiện tiền, nó không có dựa vào đâu hết á. Nó chỉ là như vậy mà thôi. Thì vậy là không có thời gian quá khứ đem so sánh trong lúc đang thấy này. Trong lúc chúng ta đang thấy thì không có môi cái cũ ra để so sánh, để nó là cái gì, để nó thành hình gì, để nó tròn hay là nó méo, nó sắc hay là nó không, không có chuyện này. Còn bây giờ nếu là cái kinh nghiệm cũ thì thấy cái ly này nó đang khác với cái khoảng không có ly này, đúng không? Thì lúc đó là lúc mà chúng ta vẫn còn có một chút kinh nghiệm cũ đó. Thôi dứt cái kinh nghiệm cũ đó đi. Thì bây giờ khi quý vị nhìn ra thì thấy tất cả những cái trước là cái gì? Chúng ta tiếp nhận được cái này á, một lần trong đời mình thôi, thì cả đời của mình còn lại rất là phúc lạc, chứ không phải là an lạc bình thường nữa, mà nó là rất là phúc lạc. Từ đó về sau tự động tất cả những cái nghiệp tập tự động tàn rụi, không cần chúng ta thêm bất kỳ một cái gì nữa, không cần phải mó tay vào công phu nữa, mà tất cả nghiệp chướng đều tiêu tan. Một lần thấy như vậy đó, thấy nó hết sức là đơn giản. Nó đơn giản cho đến độ mà không còn ngôn ngữ để có thể diễn bài cái lúc đơn giản này nữa. Nếu có một tí ngôn ngữ để diễn bài thì nó hết đơn giản rồi. Nó đơn giản tới mức mà bật hết tất cả những ngôn ngữ, nó bật hết tất cả thời gian và không gian ngay tại chỗ này. Thì vậy là coi như chúng ta thắng cuộc theo cái kiểu Đức Phật dạy. Còn nếu không là chúng ta bị thành quách của thân tâm này nó cứ che chắn hoài, chúng ta không bao giờ tiếp cận được sự thật đâu. Chỗ này phải khéo, không? Khéo để chúng ta nhận ra được công phu này, chứ nếu không uổng cả đời của mình.
Chúng ta không có làm gì cho được cái đúng với chân lý một lần trong đời này á, chúng ta không có một lần thấy đúng chân lý, không có một lần nghe đúng chân lý, thì chúng ta không bắt nhịp được với cái chân lý hiện tiện này. Ra trong đời chúng ta phải có một lần bắt đúng cái nhịp đó. Giống như Ngài Hoàng Bá nói là phải nắm chặt đầu dây, giữ lập trường, tức là tiếp nhận sự thật này rồi là phải an trong đó luôn. Từ đó về sau là chúng ta thấy nghe như vậy mà thôi trong đời của mình. Thì nếu mà cái phút giây thấy nghe như vậy càng kéo dài trong đời của mình á, thì trí tuệ chúng ta càng mở thông. Từng lúc chúng ta sẽ từng mở thông, phá hết tất cả những cái rào cản, những cái chấp trước từ trước đến giờ, tự động phá tan hết. Chúng ta không có cần công phu thêm. Rồi có những người là phải công phu càng lúc càng quyết liệt á, thì không phải đường này, không phải con đường này. Công phu mà càng lúc càng dữ dội thêm thì không phải con đường này. Nên là mà cái người một phen tiếp nhận được điều này rồi, gần như không mở toang hết mọi cánh cửa này. Lúc đó là đi tới đâu sáng tới đó, soi tới đâu tỏ tới đó, chứ không còn công phu nữa. Bao nhiêu nghiệp tập phiền não chỉ cần thấy là tan hết. Chừng đó mới sướng. Công phu tu theo đạo Phật, chừng đó mới sướng. Chứ còn không là chúng ta cứ tu cực gần chết luôn, rồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ đau chân đổ mồ hôi, nhưng mà buông ra vẫn còn nguyên đó, thì không phải. Cho nên bây giờ từ đây thì sao mà chúng ta có tập tọa thiền á, tập công phu là chúng ta phải nghiệm lại coi cái nào thật là mình. Ví dụ bây giờ mình ngồi cái mình nhớ tới câu kệ nào đó, tự động trong đầu mình phát ra câu kệ nào đó mà mình không nhớ là của ông tổ nào, không nhớ là quyển kinh nào, không nhớ là của ai hết, nhưng mà coi nghiệm kỹ lại, có phải là cái này là tự mình phát ra ha, mình nghiệm kỹ rồi mình học ở đâu á. Học ở đâu á. Hoặc là có lúc chúng ta ngồi thiền tâm, chúng ta thanh tịnh, chúng ta sổ một bài kệ thật là dài chứ không phải là một câu nữa. Thì mình thấy rồi, cho nên mình tu tiến bộ, tự nhiên ngồi cái mình xuất khẩu thành thơ á. Nhưng mà không phải đâu, coi chừng nó gom gom đâu, bây giờ nó sổ ra. Chưa đúng. Do đó mà mọi người tu phải thấy được cái sự thật này của chính mình cái. Mình phải thấy ra là mình đang xài của người khác hay là xài của mình. Phải nhận ra được điều này giùm tôi một cái. Nếu mà mình ngồi thiền á, ngồi thiền bây giờ vọng tưởng khởi lên rồi, cái vọng này là giả, vọng này là quyển không theo, nó là vẫn còn xài của thiên hạ. Thì cũng ngay nơi vọng tưởng này mà xài của người hoặc là xài của mình. Ví dụ như một vọng niệm xảy ra mà mình thấy, chỉ thấy cái hiện khởi của nó thôi. Hiện khởi nó thôi. Nó đang nhớ người nào đó, hoặc là nó đang giận ai đó, hoặc nó đang buồn ai đó, hoặc là nó đang thương ai đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng đó mà không có đem kinh nghiệm cũ ra, là chúng ta chỉ là người đang thấy rõ thôi. Nhưng mà có một chút kinh nghiệm thì cái ông đó là cái ông gì, đúng không? Kinh nghiệm nữa theo cái kiểu của đạo Phật thì cái vọng tưởng này nó giống là quyển, nó là tự tánh không, nó là duyên hợp, do mình thấy cảnh duyên này cho nên mình mới khởi cái vọng này, vân vân. Chúng ta cứ chạy một lèo ở đâu chứ chúng ta không có chịu ngồi tại đây để chúng ta thấy bằng cái thấy của mình. Do vậy là trong tất cả những cái thời khắc công phu á, nếu chúng ta khéo tu, chúng ta khéo tu là chúng ta phải thấy bằng cái thấy của chính mình, mà đừng thấy bằng bất kỳ một kinh nghiệm của ai hết. Thì chúng ta mới thấy đến sự thật. Đây là một điều rất lạ, khi chúng ta dừng lại với chính mình rồi là sự thật chân lý hiển bày. Cho nên là chúng ta có ngồi thiền, chúng ta có niệm Phật, thì chúng ta phải sử dụng trí tuệ này để thắng cuộc. Nếu gọi là chúng ta phải giữ phần thắng rồi, thì chúng ta phải thắng được với chính mình, là mình đừng xài của người khác nữa nè. Phải xài của riêng mình. Mà của riêng mình chính là cái hay biết hiện tiền không thông qua kinh nghiệm, thì mới là của riêng mình. Có một chút kinh nghiệm nào đó là của người khác rồi, của duyên cảnh rồi, của học hỏi rồi, của cái thu gom của kiến thức rồi, chứ không phải thấy bằng riêng của mình. Rồi gắng tập, tức là ngồi thì đừng có làm thêm cái gì nữa, mà phải tự thấy rằng mình đang xài của mình hay xài của ai thôi. Chút đó là quý vị tự nhận ra mình là ai liền. Tự nghiệm lại trong đời sống của mình đi. Mình nói cái điều này, mình kiến giải cái điều kia, mình hiểu điều nọ, thì cái đó là cái của ai? Cái của ai? À, tôi nói thiệt với chị, tôi thấy cái điều này nó là quyển nè, tôi biết rõ ràng nó là do cái này kết hợp với cái này nó mới thành được cái này nè, vân vân. Thì đó chỉ là kiến giải thu thập từ bên ngoài. Cho nên phải tự nghiệm ra, phải thấy đến cái sự thật là mình vẫn còn sai một mảy may của người khác, mình cũng không sai nữa, thì lúc đó là sự thật hiện tiền liền. Chân lý nó có một điều rất lạ là khi nào chúng ta không mượn á, một phút chốc nào, một sát na tâm nào mà chúng ta không có dùng xài của bên ngoài là của báo mình tự động hiện ra. Chân lý hiện tiền liền,
rất lạ. Đây là một điều mà phải nói là hết sức là dễ cho chúng ta, dễ cho chúng ta mở toang cái cánh cửa chân lý ra. Từ xưa đến giờ tất cả những cái kiến giải, những cái kiến thức, những cái thu thập, những cái kinh nghiệm đều đóng bít cửa chúng ta lại. Bây giờ chúng ta phá toang cửa ra, chúng ta không xài bất kỳ một kinh nghiệm nào thì không còn cái sự che chắn. Rõ ràng là nếu một lúc nào chúng ta không xài kinh nghiệm thì không còn bất kỳ một che chắn nào hết. Khi nhìn đến sự thật, nhìn cái là đến sự thật, nghe cái là tới sự thật liền, không có ai che chắn mình được. Nhưng mà nếu mình nhìn bằng cái gì đó, nhìn bằng kiến thức nào đó thì chúng ta bị che, bị khuất, uổng. Mà điều này nó luôn hiển hiện ở nơi mình. Rất tiếc là chúng ta không có chịu xài của riêng, cứ xài của mượn thôi. Xài của ở đâu mà chứ xài của mình. Bây giờ là cố gắng phải xài được của mình ha. Thì Đức Phật dạy là chúng ta phải đừng có sanh tâm, luôn giữ được sự thắng lợi, rồi chớ có sanh tâm đắm trước. Rõ ràng là lúc nào chúng ta đắm trước là chúng ta không thắng lợi rồi. Trong cái thấy nghe hay biết của mình, từng thời khắc một chúng ta có một chút đắm trước là chúng ta bị thất bại. Thấy cái gì cũng bị vướng. Chúng ta là cái mũ mít mũ sa kê gì đó không biết, cứ đụng đâu là chúng ta dính lại không rớt ra được. Một cái thấy lạ của Phật pháp vậy nè, tưởng tượng như một cây được thoa dầu, một cây thoa mũ. Hồi mà chúng ta chưa có nhận biết được Phật pháp, cái cây chúng ta là thoa đầy mũ từ dưới tới trên, đụng tới cái là dính tay liền. Nhưng mà một cây thoa dầu là đụng tới nó cũng tự tuột lấy. Tức là một phen mà chúng ta thấy được sự thật này rồi á, là tự động nó tuột automatic, không cần chúng ta phải thêm cái gì. Còn cái hồi mà thấy chưa đúng á hả, là công phu cỡ nào cũng bị dính đó. Công phu cỡ nào cũng bị dính lại. Thì mình nghĩ là mình càng công phu là mình càng thoát ra, nhưng mà thoát không được, càng công phu càng dính lại. Cho nên chỗ này là chỗ khó, phải tự nghiệm xét ra để coi mình đang hiện tiền như thế nào, là mình đang ở nơi sự thật hay là mình ở nơi quá khứ hay là ở nơi tương lai, là mình phải thấy ra. Khéo chúng tôi nghĩ một người tu chỉ cần bình tĩnh một chút với chính mình ngay tại đây thôi, không mất thời gian nhiều lắm đâu. Không hiểu tại sao là người ta tu cực như thế, tôi không hiểu. Chỉ cần mình ngồi đây, mình tự nhắm mắt lại, mình coi tất cả mọi cái đang có ở đây nè, là mình đang dùng xài cái gì. Và bây giờ nếu mình hết những cái này thì mình là ai, thì mình sẽ nhận ra cái là ai đó sau khi hết cái này. Sau khi chúng ta tự kiểm nghiệm hết những cái không phải là mình thì tự cái sự thật nó lộ ra thôi, chứ có gì đâu. Nhưng mà không đơn giản đâu. Đức Phật dạy là thân này không bao lâu sẽ ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức bị vứt bỏ như khúc cây vô dụng. Rõ ràng là khi mà chúng ta thở ra, chúng ta hít vào rồi thì thân này sẽ bị chôn vùi dưới đất rồi. Và lúc đó nó không có còn ý thức nữa. Lúc đó nó không có còn ý thức, bị vứt bỏ giống như một khúc cây mục, khúc gỗ mục, từ từ nó sẽ mục rã ra. Chúng ta phải thấy được điều này. Chứ nếu không á, chúng ta cứ nghĩ rằng cái thân này nó ngon lắm. Thì sống thường thường tới đầu năm chút là mình phải sống được trường thọ rồi, phải sống thế này thế kia, thì chúng ta còn lầm. Cho nên là chúng ta phải ý thức rõ ràng. Đúng rồi, nói lại là ngay từ đầu của cái người tu học, đặt một cái bước chân đầu tiên trên bước đường công phu là chúng ta phải biết phá đi cái chấp trước nơi thân chúng ta. Nếu không phá không được, không phá không tiến sâu được đâu. Mặc dù những cái mà chúng ta nói hồi nãy giờ là những cái mà tập cho chúng ta bước ra ngoài cái vướng bận của thân tâm này, nhưng mà cũng từ cái nền tảng ban đầu phá vỡ cái chấp thân đó. Chấp thân phải phá được rồi mới phá đi cái chấp tâm. Cái một người mà phá vỡ được cái chấp thân chấp tâm thì người đó mới nhận được chân lý. Còn không là phải thấy bằng cái kiểu mà hồi nãy giờ mình nói, phải thấy hết sức nhẹ nhàng trong tất cả mọi tình huống giữa cuộc sống này. Chúng ta phải tập thấy nghe bằng cái thấy của riêng mình, phải thấy bằng cái thấy riêng mình, đừng có dựa dẫm vào ai hết á. Nếu dựa dẫm vào ai để mình thấy, đừng có nương tựa bất kỳ cái gì để mà mình nghe. Nên tôi thấm nhất cái câu của ngài Lâm Tế, ngài nói từ cái hồi mà ta dựng lập đạo tràng tới giờ á, ta chưa bao giờ gặp một người một mình đi tới đây, đều là cái bọn mà nương cỏ dựa lá không.
Tức là Ngài nói là từ cái lúc mà Ngài khai đạo á, thì không có gặp một người, không có mang cái gì tới, toàn là nương cỏ giữa lá, tức là nương kiến thức này, nương cái hiểu biết kia, nương cái công phu nọ mà đi tới để gặp Ngài. Nói ra với Ngài là một tràng kinh điển, một tràng kiến thức, một tràng công phu, một tràng kinh nghiệm. Chứ chưa bao giờ gặp người mới mẻ hoàn toàn đứng trước Ngài, chỉ nói một cái câu của một người đang đứng đó. Không có. Nói là không dính tới quá khứ thì cũng phải dính tới vị lai, không dính vị lai thì không dính tới kinh nghiệm kia, không dính kinh nghiệm kia thì không dính kinh điển nọ. Hoàn toàn là những cái loại nương cỏ giữa lá mà thôi. Với Ngài có bao nhiêu kiến thức, với Ngài chỉ là cái loại cỏ lá, nương tựa cỏ lá đó để mà sống. Chứ chưa ai sống thật bằng chính mình nữa. Cho nên ở đây chúng ta phải phá vỡ được cái chấp trước đó. Phải một lần với chính mình thấy ra được một cái sự thật là tất cả những kiến thức này mình đã có trong hết cuộc đời này của chính mình là cỏ lá, là một cái nguy hiểm để tiếp tục che chắn mình thêm. Chúng ta phải thấy được điều này. Thật ra ngày xưa chúng ta đọc trong thiền sử, chúng ta gặp một cái số vị thiền sư mà cho không cho hội chúng học. Hồi đó mình trách á, nó là các vị tại sao mà độc quyền độc đoán, không có khai mở kiến thức người khác. Nhưng mà sau này mình hiểu thấy rõ là trong giai đoạn công phu á, chúng ta bây giờ còn cư sĩ thì nó cũng hơi khó nói tới cái điều chuyên môn sau này. Nhưng mà trong giai đoạn công phu thực á, nhất là những vị mà được cái duyên để nhập thất á, ai mà còn tiếp tục coi kinh coi điển là tự phá hủy mình á. Nếu mà có duyên ngồi yên một mình á, là chúng ta phải trút ra chứ đừng có quân vô nữa. Phải trút ra cho nó sạch, phải ói cho nó hết mới được. Chứ còn nữa. Vậy chứ mà cũng có nhiều số người nhập thất á, mấy ngày cái thấy trống trống á, chịu không nổi. Như kinh nghiệm mà hồi mà còn nhỏ nhỏ chúng ta tu tập, chúng ta thấy trống trống chịu không nổi, cái bắt đầu phải một là đi kiếm nói chuyện ha, hai là đọc quyển kinh nào đó, ba là lại Phật, bốn là ngồi thiền, nghĩa là mình phải làm cái gì đó. Chứ mình chưa bao giờ chịu để cho mình ở không thử một chút à. Chưa có. Ở không một cách tuyệt đối luôn. Bây giờ nếu chúng ta đang trong trạng thái nằm là chúng ta cứ nằm ở không vậy thì tôi có đi. Đừng có thêm gì nữa đâu nha. Nằm không là nằm không. Nếu chúng ta đang ngồi thì vậy đó, đừng có gì nữa. Nhưng mà chúng ta không chịu nổi cái này lâu, thử coi chúng ta không chịu nổi được bao lâu hết á. Không ai tự chơi với mình được lâu hết. Khổ lắm. Chứ mình ngồi hộp cái mình thấy trống quách à, mình thấy không có cái gì á, mình tự nhiên mình chơi với, mình chịu không nổi. Chính cái đó là cái mà cái tâm nó bắt đầu nó khuấy mình. Chứ nếu mà chúng ta chịu tự an trong từng lúc á, thì cuộc đời chúng ta sung sướng lắm rồi. Một lần nào đó mà mình ngồi như vậy, ngồi không vậy để rồi chúng ta hoàn toàn trống vắng luôn á, chúng ta để nguyên như vậy đi. Để nguyên chúng ta chỉ rõ ràng cái sự trống vắng đó thôi. Chúng ta chỉ là cái người hay biết rõ ràng như vậy thôi. Để rồi sự trống vắng đó nó luôn luôn tràn dâng nơi chúng ta. Đừng có chạy trốn với sự trống vắng này, ổn lắm. Đến gần tới nhà rồi bỏ chạy đi mất. Bởi vậy người xưa nói là khi mọi người tìm chân lý mà gặp chân lý quay đầu bỏ chạy. Không giống như vậy. Gặp chỗ này nó không có. Mới đầu thì nó bắt đầu nó trống trống ra, nó vui lắm nha. Nó trống trống từ từ, cái tự nhiên cái mình thấy mình nó gần như là mình nó nhẹ đi. Cái thấy gần như là mình mất đi cái gì đó. Từ từ của mình mất dần dần. Mới dần cái giống như mình mất thân, cái lúc đó bắt đầu run. Nó uổng vậy sợ lắm. Mà rất là nhiều người công phu tới chỗ này bị dội ra. Tự nhiên cái mình thấy mình trống vắng, cái mình cũng rõ biết mình trống vắng vậy, cái bắt đầu thân mình nó nhẹ nhẹ, cái mình thấy giống như bị mất á, bị trao giao mất thân, mình có một thoáng trao đảo đó, cái mình giật trở lại cái mình thấy mình có thân trở lại. Rồi thôi qua cơ hội rồi. Qua cơ hội này. Ít ai chịu buông luôn để cho mình đi. Không có. Mai mốt mà chúng ta lỡ công phu tới chỗ này là cứ đi tới đi. Mình cứ thả lỏng để mình đi vào. Hồi xưa tôi nói là cái vô minh á, cái vô minh sau cùng mới là cái dễ sợ nhất á. Mình cũng học rồi, mình cũng hiểu rồi, mình cũng biết cái chỗ mà nó bật vọng niệm là đạo lý rồi, không? Cái mình ngồi thiền cho tới cái mức mà vọng niệm không có còn nữa, lúc đó cái gì còn gì không? Còn thấy chỗ này là đạo nè, mình chấp cái chỗ đó, mình nhận cái chỗ đó, nguy hiểm vô cùng. Chứ phải thì là ngay cái chỗ mà không đạo lý đó thì buông thêm một cái nữa là xong chuyện rồi. Nhưng mà đâu có ai chịu buông đâu. Trời ơi, ngồi thiền mấy năm rồi mà bây giờ đang lặng yên rõ biết hết tất cả mọi cái thì đây là đạo rồi. Đạo rồi. Chính chỗ này mà mình không qua được.
không có một cái hành giả nào mà chịu phá chỗ này để ra hết rồi. Cho nên chúng ta dừng lại hoài, bị thân tâm nó trói trở lại. Thật ra cái kiến thức nó cũng là một cái gì hết sức cần thiết trong công phu, nhưng mà cũng kiến thức đó nó là rào chắn khi chúng ta đi vào chỗ chuyên môn. Cái gì nó cũng có gần như là giống như con dao hai lưỡi, nếu chúng ta khéo xài thì có thể dùng xài được mọi cái, còn không khéo xài thì nó cắt ngược lại chúng ta. Nó rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải ngay cái nền tảng ban đầu của cái người học đạo á, là buộc chúng ta phải phá vỡ cái chấp thân. Rồi bước kế tiếp là chúng ta phá vỡ cái chấp tâm của chúng ta, để không vướng trở lại trong cái thân căn ngũ uẩn này thực sự, thì chúng ta mới có cái cơ may thoát khỏi tâm, nếu không là nó lẫn quẩn hoài. Chúng ta chưa bao giờ có một lần trong đời của mình á, mà lướt qua được cái chấp trước ở thân á, thì chúng ta không có cái kinh nghiệm của một cái người thoát thân. Chứ tu Phật mà chúng ta chỉ có một cái lần thoát thân thôi nha. Chúng tôi nói thoát nhẹ một lần khoảng ít phút thôi. Chưa nói nhiều, khoảng chừng 2 phút thôi. Thì từ đó về sau cuộc đời chúng ta khó ai có thể làm lay đổ được công phu của mình luôn. Thoát thân thôi, chưa nói chuyện khác á. Tại vì khi một phen chúng ta thoát thân, chúng ta hưởng được cái phúc lạc á. Cái phúc lạc đó trần gian này không có đổi được đâu. Không có cái vui nào trong trần gian này có thể đổi được móng chút xíu của nó nữa. Chút xíu thôi, chỉ cần chút xíu, mấy phút thôi. Chứ đừng nói là chúng ta sẽ cảm giác được cái chuyện đó kéo dài một ngày. Cả một ngày chúng ta mất trọng lượng, hoặc là cả một tuần chúng ta hết trọng lượng nơi thân, thì chuyện đó là quá khiếp rồi. Đó là quá rồi, đến mức độ quá sâu rồi. Chỉ cần ít phút thôi, một người hành giả công phu được ít phút tự động nghe thân nhẹ nhàng thôi, thì quý vị sẽ hưởng được cái an lạc đó liền. Cái đó không có thể xảy. Cho nên là dính lại trần chứ không phải là như là người đã ý càng với cục nóng, bây giờ họ nắm lại để làm không rảnh đất gì cho nó xài cho nó sướng. Khi chúng đến sự thật là tự động bên đây nó rất. Còn sở dĩ mà chúng ta còn bị dướng hoài là do chúng ta chưa thấy đến sự thật. Chúng ta vẫn còn thấy cái cục này nó cũng giống cục này, phải không? Cái cục vàng, cái cục đất, chúng ta chưa phân định nổi. Do đó mà chúng ta muốn buông lắm, nhưng mà cũng sợ lỡ buông nó là cục vàng thì buông nó lại tiếc. Nó có một cái vậy đó. Mà cứ cả cái đời của mình buông hoài không ra. Lý do là chúng ta chưa thấy đến sự thật. Khi thấy đến sự thật rồi, rõ ràng minh định rõ ràng đây là vàng, đây là đất, thì cái tay đất tự động buông ra. Tức là một phen mà chúng ta rơi rụng trần gian này là một phen chúng ta phải thấy thực đến vấn đề kia. Một lần chúng ta tiếp nhận sự thật thì tất cả trần gian này một lần tuôn đổ. Không phải tuôn đổ mà trở thành không liền, chứ không nói tuôn đổ nữa, không còn phải lấy bỏ ở đây nữa. Đó là một điều rất lạ. Khi chúng ta có kiến giải khác, chúng ta bước qua một tầng khác, thì trần gian này không còn, tự động không còn, không có còn có một cái mãi may nắm níu. Chứ đừng có nói là phải dướng trở lại, không có đâu. Thật ra những người dướng lại rõ ràng là họ chưa thấy hết. Nhưng chúng ta cũng phải thông cảm thôi. Có nhiều người nói với chúng tôi là con cũng nhận ra được như vậy mà sao con sống không được. Tôi nói nhận chưa đến, thấy chưa đúng, còn bấp bênh, còn lưỡng lự, còn mù mờ, chưa có rõ ràng. Cho nên một người mà được chân lý là giống như là một người đã thức dậy sau một cơn mộng vàng. Dù giấc mộng đó là chúng ta hốt đầy vàng bạc đi nữa, chúng ta còn không có rảnh muốn ngủ lại đâu, đúng không? Chúng ta đã thức dậy rồi thì nó đã khác với một người trong giấc mộng nhiều lắm, khác nghìn trùng. Cho nên không bao giờ là tôi muốn dỗ giấc ngủ lại để cho tôi có được vàng lại như trong giấc mộng nữa, không có. Chỉ có một cái là chúng ta chưa mở mắt để thấy sự thật, cái mùng mền mình đang nằm đó. Vậy thôi. Mặc dù mùng mền nó là hết sức là rẻ tiền mà chúng ta gặp hoài mỗi ngày, nhưng mà vẫn quý hơn một người đang ở trong giấc mộng có đầy vàng bạc. Phật đòi hỏi tu theo sự thật là đủ, chúng ta không cần thêm bớt gì đâu. Khi thấy đến sự thật rồi là chúng ta sẽ sống đúng với sự thật đó, và lúc đó chúng ta sẽ nói đó mới thật là đạo Phật. Hôm nay chúng ta sẽ ngưng cái buổi nói chuyện ở đây. Mong sao tất cả chúng ta đều hay biết ra sự thật đang hiện hữu này, để chúng ta sống từng phút giây đúng với sự thật ở cuộc đời còn lại của mình, và cho đến một ngày mà sự thật luôn tỏ bài với mình mà mình không có chạy thoát được nữa, không chạy thoát khỏi sự thật này. Sự thật luôn luôn hiện tiền trong từng sát na một với đời sống này,
Để ngày chúng ta thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì lúc đó chúng ta mới chịu chấp nhận chúng ta dừng. Còn ngày nào mà chúng ta chưa thành công trong công phu này, chúng ta chưa có chịu dừng, để thấy rằng cái chân lý mà chưa tỏ bày với chúng ta là chúng ta phải còn cố gắng, cố gắng làm sao chân lý hiện tiền. Tu để cuộc đời chúng ta được hiển lộ chân lý trong từng sát na một. Chân lý luôn hiện tiền trong đời sống này của chính mình, chứ chân lý không được phước lấp với chính mình nữa. Quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ Phật Đạo.